Con này xe 2016 máy dầu mà để quên không đi sao các bác ạ? Mà sao nó mới quá cơ. Đây các bác nhìn này, từng con ốc này. Nhìn nó đẹp quá cơ các bác ạ. Từng các con ốc, tất cả từ cái mặt dàn cò, ốc áp là vẫn còn nguyên luôn. Đấy, ốc chân máy này, tem mác là vẫn còn nguyên này các bác nhìn. Đấy, từng các con ốc này vẫn còn xanh lét này. Máy đẹp quá cơ, mà con này máy của nó là nguyên từ lúc đầu đến giờ, còn chưa vệ sinh cái gì đây các bác này. Mà nó đẹp này các bác này. Đấy. Bác nào mà thích máy dầu này thì chơi con này thì nó là hết bài hết vở luôn các bác ạ. Từng các con ốc này các bác nhìn này, nó đẹp một cách xuất sắc luôn đấy ạ. Từng các con ốc kim phun, tất cả mọi cái luôn. Con xe này phải công nhận nó quá là đẹp. Đây các bác này, từng các con ốc này vẫn ánh nguyên này. Đấy. Các chi tiết của nó, cơ khí của nó này, đẹp tuyệt vời các bác ạ. Vâng, đẹp tuyệt vời luôn. Con xe này hiếm có một chiếc xe nào mà máy nó đẹp như vậy luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Đây, từng cái con ốc nó cứ xanh lét ra và chưa có vết tháo vết vặn gì luôn. Này các bác này, con này quá đẹp luôn. Từ cái tem này các bác này, vẫn còn nguyên này. Nó chỉ có những cái bụi bẩn này các bác này, tất cả mọi cái này chỉ có những cái bụi bẩn theo năm tháng thôi này. Máy quá đẹp, quá sáng luôn, xuất sắc luôn ạ. Ôi trời, bác chủ này bác ấy cẩn thận quá cơ. Đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025 luôn này các bác này. Có nghĩa là con này đã được đăng kiểm 1 năm rưỡi các bác nhà mình nhá. Vâng, đó, một cái lợi ích nhìn thấy luôn cho bác nào mà ngại đăng kiểm này. Bây giờ đăng kiểm khó khăn nên cứ đăng kiểm dài là sướng rồi. Vâng, chi tiết tiếp theo là các bác này, biển đẹp quá này các bác này, 36A 63338. Vâng, 36 biển Thanh Hóa, nó là một cái biển vẫn rất là đẹp. 36 tài lộc. Vâng, 633 lộc tài tài, tài phát. Vâng, một cái biển rất là ý nghĩa. Nếu bác nào ở Thanh Hóa thì cái con xe này là hết nước chấm luôn các bác nhé. Vâng, còn các bác ở tỉnh khác thì em có thể rút hồ sơ cho các bác nhà mình nhé. Các bác không lo, tại vì là cái biển này nó rất là đẹp, cho nên là em cũng không rút. Mà những cái xe của em đã có biển thì em cũng không rút làm gì cả các bác ạ. Đấy, em sẽ để biển thôi. Đấy, có khi bác nào Thanh Hóa mua thì nó rất là tiện, hoặc bác nào mà ở các tỉnh lân cận Thanh Hóa đó, thì không muốn sang tên nó cũng rất là tiện đó. Vâng, thì em Hoàng Khương xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc, đã quay trở lại với video clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, thì trước mắt các bác đây chính là một chiếc xe Kia Sorento phiên bản máy dầu full kịch lóc các bác nhé. Con này là full kịch lóc luôn, máy dầu full kịch lóc đó. Vâng, cũng đã rất lâu rồi em Khương cũng mới mua được một chiếc xe mà 7 chỗ phiên bản máy dầu. Thì cũng thi thoảng có bác hỏi em Khương là cũng thích là mua máy dầu để đi gọi là hay đi xa. Đấy, thì là nó tiện. Đấy, nói chung là mỗi bác một sở thích, người thì thích máy dầu, người thì thích máy xăng. Đấy, cho nên em làm dâu chăm họ thì thôi, cứ đẹp là em múc thôi, cứ các bác hỏi nhiều là em săn về cho các bác nhà mình thôi, không có gì cả các bác nhá. Đấy, vâng, thì chiếc xe này của em nó là bản full kịch rồi các bác nhá. Bản full kịch thì các bác có thể nhìn thấy nó có cái cửa sổ trời toàn cảnh này các bác này. Đó, cửa sổ trời Paloma toàn cảnh luôn. Sorento thì nó là một chiếc xe mà có cái thiết kế rất là chắc chắn rồi, cạnh tranh trực tiếp với lại Hyundai Santa Fe. Đó, người thì thích dáng xe này, người thì thích dáng xe kia. Đấy, mỗi cái dòng nó có một cái đặc trưng riêng, nó có một cái hay riêng. Đó, tùy theo các bác thích kiểu dáng nào thì các bác chọn chiếc xe đó thôi các bác. Còn đâu những cái chiếc xe 7 chỗ máy dầu thì nó cũng rất là tiện rồi. Đấy, và cái đặc biệt những cái con xe này khi mới rất là nhiều tiền đấy các bác ạ. Đấy, rất là nhiều tiền, nhưng bây giờ thì cũng chỉ có hơn 600 một chút thôi. Các bác nhà mình đã sở hữu được một con máy dầu rồi. Đấy, và là 7 chỗ cơ các bác ạ. Đấy, 7 chỗ. Con này thì đã lên rất là nhiều tiện ích rồi. Rất là nhiều tiện ích luôn. Cam kiếc là có hết rồi. Cái biển này rất là đẹp luôn. Em nhìn cái biển này em rất là thích. Vâng, mời các bác tham quan một vòng ngoại thất trước nha các bác nhá. Con này nó là cái màu ghi xám bạc này. Màu này thì nó cũng rất là sạch. Tất cả là la răng phay hết rồi các bác nhá.
bác nào mà đang tìm một con 7 chỗ thì con xe Anto này là một chiếc xe rất là đẹp luôn, cho các bác như mình có thể tham khảo đấy các bác ạ. Đầu rất là bệ vệ đúng không ạ? Đầu rất là hầm hố to. Con xe này thì nó đã, đây cái đèn này các bác nhìn đây. Trước tiên xin mời các bác ngắm cái phần đèn này. Đèn đóm này. LED căng luôn các bác nhé, mới tinh luôn. Đây, các bác nhìn này, pha này, trong veo này. Trong veo luôn. Phía bên dưới đây, tất cả các đèn gầm đây cũng rất là đẹp. Đấy. Mặt ca lăng sáng bóng luôn. Phía bên này đây cũng vậy các bác nhé. Pha là đều là pha projector hết rồi, tinh cầu thủy tinh. Và nó có những cái giải đèn LED định vị ban ngày các bác nhé. Con này đã có những cái giải đèn LED định vị ban ngày hết rồi. Gương thì rất là to. Dòng này gương rất là to luôn. Gương con này thì nó sẽ quan sát điểm mù rất là tốt. Gương cực to luôn. Cảm biến, khóa mở cửa. Chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe mà rất là chất luôn đấy ạ. Tất cả da ghế, da yếc còn nguyên bản hết các bác nhé. Nội thất màu kem. Con này nội thất rất là tươi các bác ạ. Nhớ hai vị trí nhớ ghế này các bác này. Tất cả các nút, các phím đây các bác có thể quan sát. Vẫn còn nguyên này. Da ghế, da táp ly ấy. Từng các con ốc các bác này. Vẫn còn những cái chấm sơn này. Các chi tiết này, vô lăng zin nguyên bản này. Mặt ghế này. Má ghế này. Cũng còn nguyên bản hết các bác nhé. Ghế zin nguyên bản hết. Chưa thay. Một cái ghế này là ghế zin nguyên bản nha các bác nhé. Ghế zin nguyên bản. Xe đi nhiều hay đi ít thì các bác cứ nhìn cái vô lăng này ra này các bác này. Vô lăng của em đây. Vô lăng zin nguyên bản nha các bác nhé. Đó. Vô lăng zin nguyên bản đây. Táp ly rất là LED căng luôn các bác nhé. Đây các bác này. Các chi tiết đây, các bác nhìn đây. Rất là mới luôn. Nói chung là con xe này bác chủ cũng khá là giữ đây, các bác cũng khá là giữ. Tất cả các chi tiết táp ly, mọi cái tình trạng như này là rất là ok rồi. Từ những cái phần củ số các bác này, củ số này vẫn nguyên nhé. Cái con Sorento này thì chạy nó cũng khá là đầm các bác, chạy rất là đầm luôn đây. Từng các con ốc này, từng các con ốc vẫn còn nguyên những cái chấm sơn của hãng. Tem mác gòng cánh cửa này. LED căng luôn. Nội thất con này rất là tươi các bác. Nội thất như này rất là đẹp rồi. Này, các bác nhìn này. Táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa cực đẹp luôn. Phần bên này cũng vậy này. Đây nữa này. Bên này cũng vẫn còn nguyên những cái chấm sơn này các bác này. Cửa gió điều hòa ở đây nữa rồi. Ghế zin nguyên bản các bác nhé. Tất cả là đều là ghế zin nguyên bản hết. Da ghế đây. Tất cả là zin nguyên bản hết các bác. Đây là nó có những cái chút vết bẩn thôi. Cái này thì em về em sẽ dọn nội thất đi là nó sẽ sạch thôi. Không có gì cả các bác nhé. Nói chung là cái xe phải theo 5 tháng. Đấy, nó phải có những cái mà theo 5 tháng. Đấy, còn đâu là về là mình sẽ dọn các bác. Đấy, những cái bẩn thì không sao. Đấy, quan trọng là nó không bị rách. Đấy, các bác. Còn đâu những cái bẩn thì mình có thể xử lý được. Mình có thể đánh cho nó sạch được. Còn đâu con xe này thì nó có hồn rồi. Nó rất là tươi. Nó rất là tươi từ cái da ghế, từ cái đường chỉ. Tất cả đường chỉ may, mọi cái. Thì khi mà mình dọn lên thì nó sẽ lên. Đèn đóm. Phần này đây cũng vậy này các bác này. Đèn thì rất mới rồi. Cốp
các con ốc đây các bác này, vẫn còn nguyên những cái chấm sơn này của nhà sản xuất này các bác này. Đây các bác này, đây, xe chưa dọn gì các bác nhé, mới chỉ rửa qua nước lã để quay lên cho các bác xem thôi. Tất cả từng con ốc rất là đẹp luôn. Đấy. Từ những cái phần đai, trừ những cái phần đinh tán, hàng ghế phía sau, tất cả mọi cái đây. Tất cả mọi cái này rất là đẹp luôn các bác nhá, không có bị xước sát gì đâu ạ. Đây các bác này, không hề có bị xước sát gì đâu các bác nhá. Đồ đạc kích yếc đây vẫn còn nguyên. Phần bên này đây, các chi tiết nhựa cũng vậy các bác nhá, điều hòa 3 vùng độc lập. Đây các bác này, 3 vùng luôn các bác nhá. Khi mà các bác giật ghế lên thì nó sẽ là 7 chỗ. Lên nó sẽ là 7 chỗ. Đây các bác này, hàng ghế sau cùng thì không có ai ngồi các bác, nên là nó còn rất là mới và đẹp luôn. Con Sorento này thì nếu mà 7 chỗ thì cái dòng Sorento này nó cũng là một cái dòng xe mà khá là rộng rãi các bác, vâng, khá là rộng rãi, thoải mái luôn. Và giá bây giờ rất là vừa tiền, hơn 600 triệu một chút. Các bác nhà mình đã sở hữu được một chiếc xe Kia Sorento máy dầu rồi. Và chút nữa em sẽ thông báo giá cụ thể cho các bác nhà mình nhé. Còn như thường lệ em vẫn muốn các bác quan tâm đến chất lượng trước đã. Chất lượng trước thì xem nó có đẹp hay không đã các bác nhé, thì mới bàn đến giá cả. Còn giá thì các bác đã theo dõi kênh của em Khương thì biết rồi, tất cả những chiếc xe mà em Khương đưa lên kênh bán ra bao giờ cũng rẻ hơn giá thị trường. Các bác bao giờ cũng rẻ hơn giá thị trường luôn. Các bác cứ theo dõi là các bác biết thôi. Tất cả những chiếc xe các bác gọi cho em cũng đều bảo là Khương bán xe đẹp mà giá tốt. Đấy là một cái mà em cũng rất là vui. Đấy, khi mà có những cái phản hồi tích cực của các bác. Đây các bác này, từng các con ốc này. Đây các bác này, xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Từng các con ốc vẫn còn nguyên luôn, chấm sơn. Đấy, từ cái phần bên trong các bác nhìn đây, nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, cái xe đẹp hay không thì các bác mắt thường em chỉ ra cho các bác là các bác cũng nhìn thấy thôi đúng không ạ. Ghế hết đây, ghế zin nguyên bản nhé các bác nhé, chứ bọc lại thì không nói làm gì. Nhưng đây cái ghế của em là ghế zin nguyên bản luôn. Đấy, ghế zin nguyên bản. Cánh bên này các bác nhé, tắp ly ra đây. Con xe rất là tươi rồi các bác. Từng các nút phím này, bác này vẫn còn nguyên, không có bạc, có mờ gì cả các bác nhé. Đây. Tất cả mọi cái. Sướng nhất là từng con ốc vẫn còn nguyên những cái chấm sơn và cái độ tươi của xe nó rất là đẹp. Từ cái ly lông này vẫn chưa bóc đâu các bác này. Cái ly lông này của nhà sản xuất này vẫn chưa bóc luôn. Từ cái gong rất là đẹp. Từ các con ốc nguyên bản. Ghế thì quá đẹp rồi các bác nhé. Ghế đây, các bác nhìn này, ghế nét căng luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh. Táp ly cũng vậy, lét căng các bác nhé. Nói chung chiếc xe này thì là một chiếc xe mà cũng rất là chất, đẹp so với đời các bác ạ. Đẹp so với đời. Và giá em Khương để cho bác rất là hợp lý nha các bác nhé. Vâng. Thì em mời các bác xem thêm cái máy nhé. Riêng các bác đã theo dõi kênh của em Khương thì bao giờ cũng có những cái mức giá ưu đãi. Chỗ nào bán rẻ bao giờ em cũng sẽ bán rẻ hơn cho các bác thêm 10 triệu nữa các bác nhé. Em cái tính em bán hàng nhiều khi là em cứ sướng lên là nhiều khi là bán hàng em cũng không cần lợi nhuận đâu. Ở trên cái tính của em là em cứ anh em cứ gặp nhau mà cứ tưng tửng sướng lên là nhiều khi là em bán hàng là cũng rất là dễ. Đây các bác này, xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Xe nó bẩn đây mà các bác nhìn đây.
từng các chi tiết nhé, từng các con ốc rất là đẹp luôn. Từ các cái thảm cabo đây, các bác nhìn nó vuông đét này, vuông đét luôn. Đấy. Từng các con ốc nha các bác nhé, từng các con ốc rất là đẹp luôn. Đấy. Xe rất đẹp các bác nhé, em phải xin nhắc lại xe rất đẹp. Và chân máy chân niếc nhé, ốc nhái là còn nguyên đây các bác này, từng con ốc này bên trong rất là đẹp luôn, từng các cái tem miếc là vẫn còn nguyên. Đấy. Đây bên dưới này tem vẫn còn nguyên này các bác này, ốc chân máy này các bác nhìn đây. Đấy. Chưa có tháo mở gì đúng không ạ, chưa có tháo mở, và từ ốc dàn cò cũng vậy này. Đấy. Thì các bác cứ yên tâm một điều là tất cả một cái dàn này của nó là còn nguyên hết luôn các bác nhé. Đấy. Từ cái tem mát thì các bác nhìn này, từng con ốc phía dưới kìa. Đấy. Con xe này thì xuất sắc luôn đấy các bác, xuất sắc luôn đấy ạ. Máy đây trắng tinh luôn các bác nhé, máy cực đẹp luôn đấy ạ. Đây, các bác nhìn này, máy này ra máy cực tươi luôn. Đây, các bác này, từ các cái ống này giặt cho các bác xem cái khoang này này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn sướng chưa, máy như thế này mới là máy chứ đúng không ạ. Đây, các bác nhìn này, máy này đẹp chưa các bác, xuất sắc chưa các bác, hàng tuyển chọn nó phải vậy các bác. Này các bác nhìn này, đó. Xe thế mới là xe các bác. Xe thế này thì các bác mua như này thì khác gì nè các bác, cái khấu hao của các bác là vẫn còn nguyên đúng không ạ. Vâng. Này các bác, ni lông chưa bóc này, một chiếc xe quá đẹp luôn. Đấy. Vâng. Vậy thì bác nào mà quan tâm, yêu thích chiếc xe Kia Sorento sản xuất 2016 phiên bản máy dầu thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhé. Và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán với mức giá là 625 triệu đồng cho các bác nhà mình. Đấy, bác nào mà quan tâm. Đấy, 625 triệu đồng các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác.